Xin chào anh em đã quay trở lại ThinkView và mình là Hưng Khúc. Ngay sau lưng mình đây là những chiếc bàn cờ vua được tích hợp AI và nó có thể là tự động chơi được với cả anh em. Ngay sau khi mà anh em đi xong cái nước đi của mình rồi và cái mặt bàn cờ nó tiếp nhận cái chuyển động của anh em ấy, thì ngay lập tức AI sẽ ra lệnh cho cái quân cờ bên kia thực hiện nước đi của mình. Nhìn nó rất là ảo ma luôn ấy, trông rất là vi diệu và nó kích thích sự tò mò của tất cả những người tham quan ở đây. Như anh em có thể thấy là gian hàng của Square Orb bên Miko đang có rất là đông những người tham quan bởi vì nó quá là hay đi. Và AI ở đây nó cũng có thể là tùy chỉnh lên đến là 20 độ khó khác nhau. Ví dụ như anh em thấy ở đây, đây là phiên bản Grand Kingdom Set. Ngoài ra thì họ cũng có 4 những phiên bản khác nhau. Trong đó thì chúng ta sẽ có phiên bản Swap này, phiên bản Pro này, hay là phiên bản Neo Z. Cả những phiên bản về sau thì cái tốc độ vi xử lý nó sẽ càng nhanh hơn và cái luật chơi ấy, nó cũng sẽ càng đa dạng hơn. Nhưng mà về cơ bản mình thấy rằng là ngay từ những phiên bản đầu tiên nó cũng đã rất là nhanh rồi và rất là ít có sự delay ở đây. Và theo như họ chia sẻ rằng là họ muốn mang những cái sự kết hợp giữa một cái sản phẩm mang tính chất truyền thống được áp dụng công nghệ vào để mà giúp cho anh em có được những cái trải nghiệm là mới mẻ hơn. Anh em cũng có thể là chơi được với AI và ngoài ra thì anh em cũng có thể là kết nối cái bàn cờ này online và chơi được với bạn bè của anh em và nó cũng sẽ tự động di chuyển miễn là anh em có kết nối online và bạn của anh em cũng có cái bàn cờ này và kết nối thông qua một cái app là đã có thể là chơi được. Ý tưởng rất là cool đúng không? Ở đây thì họ cũng có demo ở trong tủ kính này. Đây là phiên bản Grand Kingdom Set và họ đang set ở cái chế độ mà AI tự chơi với nhau. Thì như anh em có thể thấy rằng là tất cả những quân cờ nó đang tự đi và tự xếp vào bàn cờ. Và bất kỳ ai đi qua cái gian hàng này thì cũng rất là tò mò và phải đứng lại mất vài giây để mà xem rằng là cái điều gì đang xảy ra vậy. Còn ở bên kia thì họ cũng đang cho phép người chơi để mà chơi trực tiếp với cả AI. Đây là sản phẩm mà anh em có thể là mua để mà tự chơi hoặc là mua để mà tặng con cái, bạn bè, họ hàng trong dịp Tết. Thì mình thấy rằng cũng sẽ rất là thú vị. Có một điều mà mình cảm thấy hơi tiếc đó chính là họ mới chỉ có phiên bản cờ vua mà thôi, chứ chưa có những phiên bản kiểu như là cờ tướng hay là cờ vây chẳng hạn. Nếu mà có đa dạng sản phẩm hơn thì mình thấy rằng sẽ rất là thú vị để mà phù hợp với nhiều người chơi hơn.